xưa. Các đội bóng Anh vẫn toàn thắng trên sân Wembley trong các trận chung kết Cúp C1. Và cùng với đó thì khi đội bóng được chơi trên đất nước của mình trong các trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu, thì thường các đội bóng được chơi trên sân nhà là những câu lạc bộ giành thắng lợi. Đây là trận chung kết thứ 11 mà một trong hai đội bóng được chơi trên quê hương của mình, và 7 trong tổng số 10 trận đấu đã qua, chiến thắng đã thuộc về đội chủ nhà, trong đó có chính Manchester United vào năm 1968 với chiến thắng 4-1 trước Benfica sau thời gian thi đấu của hiệp phụ. Trong trận đó thì Bobby Charlton đã lập một cú đúp, và ngày hôm nay thì tất nhiên là huyền thoại của MU cũng có mặt ở khán đài VIP. Những gì chúng ta đang được chứng kiến rất giống với những gì đã xảy ra ở Olympico 2 năm về trước. Nhưng Barcelona vẫn luôn cho thấy khi mà cỗ máy của họ đã hoạt động trơn tru và bắt nhịp với trận đấu thì mọi chuyện trở nên rất đáng sợ với đội bóng xứ Catalunya. Lỗi việt vị của Chicharito. Mu đang dùng một lối đá không ngại va chạm, liên tục áp sát và mở những đường tấn công nhanh nhất có thể về phía khung thành của Victor Valdes. Chắc chắn đó là lối đá thích hợp để đối chọi với lối chơi sở trường của Barcelona. Lối chơi giữ bóng rất nhiều và kiểm soát trận đấu theo cách của mình. Các cầu thủ Barcelona giữ bóng tốt nhưng cũng cần khoảng trống để có thể thực hiện những đường đan bóng của mình. Và nếu Manchester United thực hiện chiến thuật áp sát thì đó cũng là một khó khăn dành cho Barca. Avidan có thể nói là một sự ngạc nhiên trong trận này vì anh mới bình phục sau ca phẫu thuật ở gan. Và Avidan cũng mới chỉ chơi cho Barcelona trong ít phút ở trận bán kết lượt về tại Nou Camp, khi Barcelona đã hòa với Real Madrid tỷ số là 1-1. Charles Puyol trong trận đấu siêu kinh điển lượt đi tại bán kết Champions League đã được thi đấu ở vị trí hậu vệ trái và làm khá tốt vai trò của mình. Nhưng ở trận này, Pep Guardiola đã quyết định lựa chọn Avidan thay vì Puyol. Đây là lần thứ hai trong trận đấu này Javier Hernandez bị thổi phạt việt vị. Nhưng hàng phòng ngự của Barca hãy thật sự cẩn thận với những tình huống phá bẫy việt vị của chân sút người Mexico, một mẫu cầu thủ kiểu Inzaghi. Các trọng tài luôn gặp phải rất nhiều vất vả để phán đoán xem Chicharito đã việt vị hay chưa. Cho đến lúc này thì hai tình huống phá bẫy việt vị của Chicharito là chưa thực sự thành công. Nhưng đây là trận đấu kéo dài 90 phút và có thể nhiều hơn thế. Và tất nhiên hàng phòng ngự của Barca luôn phải coi chừng với những tình huống băng xuống thần tốc trong một ranh giới mong manh giữa việt vị và không việt vị của Chicharito. Rooney! Victor Valdes đã chơi xuất sắc ở tình huống này. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi sự tác hợp giữa Gerard Piqué và Mascherano ở vị trí trung vệ là như thế nào. Theo những con số thống kê thì khi Carles Puyol và Gerard Piqué sát cánh với nhau ở vị trí trung vệ, Barca chỉ thua có 2 trận trong 58 trận gần nhất. Nhưng đây là trận đấu mà Gerard Piqué không có sự sát cánh của một trong những cầu thủ dạng dày kinh nghiệm, Carles Puyol. Mascherano là một cái tên rất xuất sắc ở khâu phòng ngự, nhưng đó là khi anh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Thời Mascherano còn đá cho Liverpool thì cầu thủ này đã từng phải nhận một chiếc thẻ đỏ ở Old Trafford. Chúng ta hãy chuẩn bị để theo dõi lại tình huống mang ra xuất sắc của Valdes sau đường truyền dài cũng rất hay của Edwin van der Sar. Tất cả đều diễn ra rất nhanh. Và từ Edwin van der Sar, bóng đã đến vị trí của Victor Valdes. Đúng là Manchester United đang khởi đầu giống với những gì mà họ đã từng làm tại Olympico 2 năm về trước. Đường triển khai bóng rất tốc độ của các cầu thủ áo trắng đã khiến cho các cầu thủ Barcelona chưa thể triển khai được lối chơi sở trường của mình trong phút đầu tiên của trận đấu này. Barcelona vẫn chưa tạo ra được một tình huống tấn công ấn tượng nào, trong khi Manchester United thì đã có cơ hội nguy hiểm đầu tiên. Đương nhiên khởi đầu vẫn chỉ là khởi đầu và thời gian của trận đấu vẫn còn rất dài. Alex Ferguson và các học trò vẫn còn nhiều điều phải làm và điều quan trọng nhất là họ cần rút được kinh nghiệm sau trận thua 0-2 tại Olympico năm 2019. Chỉ một phút sơ sẩy thôi, hàng phòng ngự của Manchester United cũng sẽ phải đối mặt với nguy hiểm, đặc biệt là khi trong đội hình của Barcelona có sự có mặt của cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Lionel Messi.
vẫn chưa biết phía trước là như thế nào, nhưng cũng đã thấy ít nhiều những sự xáo trộn từ tuyến phòng ngự của Barca với sự vắng mặt của Crespion. Vừa rồi là lần thứ hai Victor Valdes phải sửa sai cho các cầu thủ đá phía trên. Iniesta, với Barca thì điều quan trọng là họ phải kiểm soát bóng. Triết lý của Barca là phải kiểm soát bóng, là phải di chuyển. Cơ hội cho David Villa. Cho đến lúc này thì các tiền vệ trung tâm của Manchester United đang khá thành công trong việc chia cắt những mũi tấn công của đội khách đến từ Tây Ban Nha. Đường truyền của Messi. Đó là trả lời đầu tiên của các cầu thủ Barcelona. Với một pha phối hợp gần giống như thế này thì David Villa đã ghi bàn ở London trong trận đấu gặp Arsenal. London là nơi chứng kiến thất bại duy nhất của Barca trong mùa giải năm nay. Các tiền vệ của Manchester United đã phải tích cực di chuyển cho đến lúc này của trận đấu. Messi, Andres Iniesta, Pedro. Pedro cho rằng bóng đã chạm tay của Valencia nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Đã bắt đầu xuất hiện những pha phối hợp quen thuộc của các cầu thủ Barca. Có một chi tiết khá thú vị là trong trận chung kết năm 2009 thì bàn ấn định tỷ số của Barcelona lại đến từ cú đầu của một trong những cầu thủ thấp nhất trên sân là Lionel Messi. Một tiết rất đáng chú ý khi Manchester United, một đội bóng Anh, cũng có thế mạnh là những tình huống không chiến, và đó cũng là tình huống mà bộ đôi trung vệ dày dặn kinh nghiệm của Manchester United đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình. Mặc dù vậy thì cuối hôm nay trận đấu trên sân Wembley, nơi mà sức mạnh tinh thần đang ủng hộ Manchester United, sẽ là một trận đấu khó khăn hơn rất nhiều đối với Barcelona. Hơn 10 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua, Barcelona đã dần dần lấy lại được cách chơi quen thuộc sau khi để cho đối thủ lấn lướt trong vài phút đầu tiên. Nhưng cơ hội nguy hiểm vẫn chưa đến với bóng sức Catalan. Làm thế nào để vô hiệu hóa được Lionel Messi? Đó đã là câu hỏi được đặt ra 2 năm về trước và vẫn là một câu hỏi lớn được đặt ra cho trận đấu ngày hôm nay. Thêm lần nữa, Chicharito việt vị. Chúng ta chuẩn bị theo dõi lại tình huống mà Pedro cho rằng bóng đã chạm tay của Evra. Đúng là bóng đã chạm vào tay của hậu vệ người Pháp. Cách nhập cuộc của Manchester United ở trận đấu này không chỉ giống với trận đấu ở Olympico 2 năm về trước, mà nó còn rất giống với cách nhập cuộc của MU ở trận đấu quan trọng mùa giải năm nay. Ví dụ như trận chung kết Premier League với Chelsea tại vòng 36 của giải Ngoại hạng Anh. Đó là khi mà Chicharito đã ghi bàn ở ngay giây thứ 37. Đã có những lời cảnh báo với Manchester United. Nếu như họ không thể tận dụng được tốt những thời cơ và sớm có bàn thắng và để cho Barcelona tìm lại được sự ổn định khi mà cầu thủ Barca đã tìm lại được nhịp điệu trong lối chơi, thì mọi chuyện trở nên rất đáng lo ngại với khung thành của Edwin van der Sar. Khi Alex Ferguson giành được danh hiệu châu Âu đầu tiên cùng với Aberdeen thì Pep Guardiola mới chỉ có 7 tuổi mà thôi, nhưng bây giờ thì bảng thành tích của vị chiến lược trẻ tuổi này cũng là rất đồ sộ. Với châu vô địch năm 2019 thì Guardiola đã trở thành huấn luyện viên thứ 6 giành cúp C1 trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên, sau những tên tuổi lẫy lừng như Miguel Munoz, Giovanni Trapattoni, Johan Cruyff, Carlo Ancelotti và Frank Rijkaard, cựu huấn luyện viên của Barcelona. Và nếu như Pep Guardiola thành công trong trận này thì ông chắc chắn sẽ trở thành huấn luyện viên vĩ đại nhất trong lịch sử của Barcelona với 2 lần đăng quang tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Bậc tiền bối lẫy lừng như Johan Cruyff